Vâng, đó chính là hình ảnh từ một giải đấu rất được chờ đợi. Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 đã được khởi tranh. Và ngày hôm qua thì chặng 2 của giải với lộ trình từ Hà Nội đi Thanh Hóa đã diễn ra. Và ở chặng này thì chiếc áo vàng đã đổi chủ. Chặng 2 giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 dài 149 km từ Hà Nội tới Thanh Hóa diễn ra dưới thời tiết không thật sự thuận lợi khi trời có mưa. Ekip của Global Cycling đã cho thấy quyết tâm giữ chiếc áo vàng của David Van Aert. Tuy nhiên, đội đua Corain cũng đặt mục tiêu chiếm áo vàng. Sự kìm kẹp của những ekip mạnh đã tạo điều kiện cho tay đua Nien Van Der Pizzi của đội NCC Lào đã bước đi. Vận động viên này đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 4 phút 28 giây, tạo khoảng cách tới hơn 30 giây so với tốp về sau. Có sự góp mặt của David Van Aert và In Jaehyun. Cách biệt lớn này đã giúp cho Nien Van Der Pizzi xuất sắc đoạt áo vàng từ tay của người đồng hương David Van Aert. Đây là một chặng đua khó khăn. Rất khó để các tay đua đạt tốc độ nhanh trong thời tiết như thế này. Ngay sau khi thời tiết tốt lên thì chúng tôi đã cố gắng tách ra. Và cuối cùng thì tôi cũng đã về đích đầu tiên. Tôi rất hạnh phúc với kết quả của trận đấu hôm nay. Dù mất chiếc áo vàng nhưng David Van Aert vẫn giữ chiếc áo xanh khi có được 47 điểm. Danh hiệu áo trắng cũng đã có chủ nhân mới là Huỳnh Thanh Tùng của đội quân khu 7.